xin lỗi dịch giao xe con đi chứ đứng về thành phố cá anh em gặp con nha. Okay. Giờ mình chặn xe lại ha. Ok anh em, giờ đến nơi anh em đang đi xuống nha. Đây là những người bạn chạy xe của mình cái này nha. Ủa không tiêu rồi. Này quán cà phê của em trai nha anh em, quá đẹp luôn. Tí xíu mình sẽ review quán này nha cho anh em nha. Đường của đây nó chạy đường mà. Quá đẹp luôn nha anh em. Lô H11 nha, căn 36/7 đường Bao 3/2 phường An Hòa, thành phố Rạch Giá nha anh em.
mô tô giá nha anh em. Cũng một số anh em đi ô tô. Số này đi mô tô nha. Này đăng đệ mình nè. Cái chính. Này em đăng là anh khách đầu tiên của mình giá nha. Này là con xe mình mới giao hôm nay. Ok em. Đăng nha anh em. Này còn con Chevrolet Tiger bản Rally ha. Con này 959 Bunny Gale. Ok anh em, đây là anh Kim, đội trưởng Moto Team giật giá nha anh em. Anh Kim, Kim tướng em bên chùa chưa? Nhưng mà biết chừng nào mấy à? Không mê. Cái lời cảm ơn anh em Moto Team giá đã tiếp đón mình chiều vậy anh em. Quá tuyệt vời nha anh em. Nếu anh em coi clip mình thường xuyên ha, lúc trước thì con này cũng từng mình va chế. Không đúng bên kia đi qua cho chứ. Ồ vậy thôi kinh tiến cầm cho, tới đâu rồi nắng lại. Cầm lại vô Tùng. Xong tới đâu rồi dừng lại đưa cho. Ừ, chạy nó rớt á. Ok.